còn vật mà. Giờ mà cá rảnh nhiều. Không cá gì cá. Ủa, quá trời cá rảnh luôn kìa. Cái dính ở trong con bự chảng kìa. Quá trời luôn. Cá rảnh bắt rồi. Cá hường. Cá hường, cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Hết hồn bự luôn kìa. Có hai con luôn. Hai con luôn. Quá trời quý. Thấy chưa, ta chạy rồi đó. Bởi tôi chim trời ca ca nước. Đâu có biết được á. Đâu biết được. Cái này kêu cá xếp. Ủa, có cá không? Em ơi. Con cá này phải nuôi ngon non. Bởi vì đâu có gì dễ gọng nuôi ngon. Quá rồi luôn. Quá trời cá luôn. Anh thấy quốc chài như đây cá ăn đủ, ăn mấy ngày luôn. Đây quay gọi. Không quá cái chài của chú lớn, bắt cá ngon rồi, kia mấy chài kia nhỏ nhỏ không à. Ừ. Ý là người ta quăng còi đó mà chị nè. Ghê chưa? Trời ơi, chài đầu tiên như này, chết rồi. Xong nó chài cá tự tự vậy là đúng tự tự nhiên mà vậy đó. Đúng rồi, vậy là hên cho cái anh này phải không, cứ bắt hên cho anh này có rồi qua một nhìn một cái cái chơi quá trời quá đất luôn mà anh nhìn một hai cái thì chơi chứ chuyện mà cá ra chợ thì thiếu thiếu gì đó không muốn nói vậy, ra chợ thì thiếu gì nhưng mà muốn ở đâu rồi đúng rồi. Thì hôm nay Linh và ông anh bên Vĩnh Long qua nè, rồi Linh dẫn đi chài cá nè, đi chài cá ngay có bến cái ông sửa chài của Linh nè, ông chủ sửa chài. Mà ông chủ sửa chài nói là hồi nãy giờ là hình như là ở đây gửi hai ba người quăng rồi, bây giờ là mới bỏ mồi luôn lại thôi, giờ là không biết có hay không không biết sao đây nữa nè. Thôi cũng như nếu mà không có thì xem cho vui nha cô bác anh chị. Thì giờ là Linh sẽ bắt đầu chài cái bến này, là cái bến đầu tiên nè, mà không biết là trời mưa rồi đó, mới mưa lâm râm nè. Giờ ổng cũng đang chuyển mưa đâu anh chị, không biết là có quăng được không nữa. Chuyển mưa phải tới thôi luôn kìa. Rồi giờ bắt đầu Linh đi chài nha. Quên nữa, Linh sẽ nhờ ông anh này quay giùm luôn, chứ giờ không có ai quay á cô bác anh chị. Nên là có cái gì sơ sót cô bác anh chị bỏ qua cho Linh nha. Chứ ổng cầm dao ổng mổ tử thi thì giỏi, chứ không biết máy quay ổng biết cầm được không nè. Rồi. Rồi bây giờ Linh bắt đầu chài nha. Là hồi trước cầm hả, không thấy mình là cầm hả? Hả? Hồi trước mình là cầm hả? Dạ một mình thì cầm cầm không hả? Không cái. Rồi đi theo em. Thấy em là được à. Thì có cá thì không có thì coi như biểu diễn. Rồi xuống đây. Sao mình nó thấy nó mất hình rồi. Chạm vô cái màn hình đó nó sáng à. Ờ đúng rồi. Rồi thấy em. Quay em vô cái chài này nha. Trời ngồi rồi. Có cá gì bự lắm. Hết tất cả. Ừ nó bự lắm. Trời ơi, con cá này mà hơn con cá này mà chắc hơn 2 kg chắc luôn. Không có không thấy xù đó thông luôn cho nó bắt. Không biết nó có gà không, nó xăm tim ngoài kìa. Mới ngon gà được, cá bự mới ngon chứ còn. Không biết có gà không mà xăm tim ngoài rồi. Có nó con cá gì mà cái dảnh quá trời luôn. Quá trời cá luôn nè. Quay xuống đây nè. Quá trời cá dảnh luôn. Thế rồi, cái anh đứng quay xuống người ta thấy cá không? Còn vật mà. Giờ mà cá rảnh nhiều. Cá gì cá? Ủa, quá rồi cá rảnh luôn kìa. Cái dính ở trong con bự chảng kìa. Quá trời luôn. Cá rảnh bắt rồi. Cái gì bự dưới đó? Cá hường. Cá hường, cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Hết hồn bự luôn kìa. Có cá hai con luôn. Hai con luôn. Quá rồi quý. Thấy chưa, người ta chạy rồi đó. Hỏi tôi chim trời ca ca nước. Đâu có biết được. Đâu biết được. Cái này kêu cá xếp. Ôi, có cá không? Em ơi. Ừ. Em nói là con cá này nuôi ngon, non. Bởi vì đâu có gì dễ gọng nuôi ngon. Quá rồi luôn. Quá trời cá luôn. Quá trời. Thấy quốc chài như đây cá ăn đủ, ăn mấy ngày luôn. Đây quay gọi. Không quá cái chài của chú lớn, bắt cá ngon rồi, kia mấy chài kia nhỏ nhỏ không à. Ý là người ta quăng còi đó mà chị nè. Ghê chưa? Trời ơi, chài đầu tiên như này, chết rồi. Tại xong nó chài cá tự tự tự. Vậy là đúng bánh rồi đó. Tự nhiên mà vậy đó. Đúng rồi, vậy là
hên cho cái anh này, này phải không? Trước mắt hên cho anh này có được qua một nhìn một cái chơi quá trời quá đất luôn mà đang nhìn một hai cái thì chơi chứ chuyện mà cá ra chợ thì thiếu thiếu gì đâu muốn nói vậy. Ra chợ thì thiếu gì nhưng mà muốn ở đâu rồi đúng không? Cái này chứ không phải cá đêm hồng. Cái ra chợ cái gì mà kiểu mà ê mình thả ông nuôi cá này không? Không có đi không? Không. Thả đi. Thì thả thôi. Tôi mẹ đi tôi nuôi. Thôi nấu canh nó kia kìa thôi. Thôi đừng nấu. Thả đi. Đúng rồi thả. Thả uổng. Uổng lắm mà cài được. Tự nhiên chạy dính này thả. Rồi bắt vài con nặng nè. Thôi mới chạy đầu ấy đi. Thôi có gì đâu. Chiên gọi tin gì đoan hả? Có gì đâu, có gì. Tội nghĩa chú đó rồi nè. Thôi tin gì đoan. Thôi được rồi, ba con được rồi, tôi có hai, tôi giống à. Chiên ăn, bốn cho bốn con vợ chồng chiên ăn. Mỗi người hai con cho nó đồng. Đúng rồi, đúng quá thiệt chứ. Bởi vì nó là chạy dò vậy. Là giải công cá kêu bằng công cá gì mà nó nhảy qua bông quang nè. Ép vàng đúng rồi. Bây giờ mình chạy là chạy lần thứ tư đó. Kêu bằng con cá gì nè, cá gì mà thường thường nó thả cao sáu vậy được không? Cá về. Đường cá về về rồi. Cái này nhảy ra cửa bông quang. Cái vàng. Quá gồng nè, cái chép này thường thường là. Cá này bắt không hả thả? Trời ơi, bắt cái thả vậy? Bắt cái thả vậy? Đừng thả. Rồi con cá hết hồn. Cá này bắt cả trăm ngàn cái. Bởi vậy thấy nó hay thả. Bắt cái đem về chân chân tôi. Bắt cho chú đó. Rồi tặng cho anh á. Bắt con về cho. Không, hồi ta ăn mày luôn á. Cá nó chân tương ngon lắm. Quá trời cái chai thấy con. Chai mê. Ý là chai rồi đó. Tưởng có bà con đâu gì. Không, không có bà con. Nghe quay tin YouTube thấy coi ha. Thấy chạy cái chạy là nôn liền đi. Dạ. Không muốn gì chơi đó. Thấy em mở chứ chưa thấy ông vợ. Thăm vợ hả đó. Rồi cho ta xem cá. Ông anh. Một chài bao nhiêu đó ông ơi. Một chài đó. Chưa. Cái này 2 ký rồi. Còn thả cá đó là ký mấy rồi. Con kia nhỏ hơn con này cũng cá này là cá chép này là 1 ký mấy rồi. Ừ. Dính chì nó cắn chài quá hả? Nó không có bung. Nó không có bung ra. Nó không bung gì đâu có. Chủ yếu là đừng có nhảy mò, cái này chua lắm này, cái sông này nó sâu. Đó. Vô rồi. Cá nó gịch hả? Nó gịch nữa thôi. Đó. Rồi có chài không bung mà ngon dữ hả? Vô rồi. Nay có anh chài vô rồi. Bởi vì thách chặn người sáng thôi chứ. Đây nè, quay vô cái chài cho anh em thấy. Thấy cá luôn. Ủa nghe nó gịch đâu vậy? Đó. Cá trôi gịch. Có lý. Mưa luôn rồi. Không bằng chạy đầu tiên ha. Con cá mà hôi giống cá nãy quá rồi. Dạ. Con cá này giống cá nãy quá rồi. Cái này cá trôi. Cá mà hôi gì nữa. Cá trôi. Cá trôi á. À. Nãy giờ không có con nào mày hôi chứ á. À. Nãy có một con mà. Có không? Có một con. Nãy em có không để ý nữa. Rồi vô không lửa nữa coi kìa kìa. Rồi đi vô đó nhé. Đó giật tả không. Vô nữa rồi. Rồi chạy thứ ba vô nữa rồi. Cái này mà chạy sáng sớm nữa hả anh. Ừ. Ngon luôn.
đó rồi, vô rồi, vô rồi. Con này 1 kg ta lên chắc luôn. Chép vàng nữa hả? Con lẽ vô chép vàng nữa. Cái gịch mạnh lắm nè. Đó. Còn còn. Bây giờ mới chạy nè. Thấy không? Thấy. Thấy là được rồi. Thấy là vô rồi. Đó. Đó. Đã lắm anh ơi. Còn cái gì? Còn biết cái gì. Nó bịch mạnh lắm. Cái trắng trắng gì quá luôn. Trời luôn cá phi. Phi cái tôi quá trời luôn các bạn ăn không hả? Trời cái trời cá phi tùm lum, cá phi nhóc luôn á. Để chỉ nó gặp quá trời luôn mà. Quá trời nặng. Trời ơi. Những cái trời bự chảng mà. 3-4 cá phi vậy á, 5 con cá phi. Trời cái này quá trời cá phi luôn. Dạ. Cái này một bầy mẹ con dính hết. Bị anh Linh tóm sạch hết trơn rồi. Dòng nguyên cả dòng họ. Con này con cá ép mọi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ép mọi đó. Này chứ nó nghĩ quá. Cá này nó bán là tại vì 450 một ký cá bự á, 1 ký là 450 á. Bên Vĩnh Long á. Ghê hả? Ờ trong quán nhậu á. Ờ cái nướng có gì đâu mà nó bán mất. Con này ha, cái này á. Ờ cái ép mọi nó bán 450, trời ơi thôi ăn tiếc tiền tự nhiên mình kêu cá này ăn. Bởi vậy? Hẩm hẩm vô cái quán nhậu ở Vĩnh Long nó bán 450 1 ký. Ở đây có 10 ngàn à. Cá bự nghe. Cá bự hơn nè. Ừ, á cái ký là 450 vậy. À. Vô nướng cho mình á. Mà ăn có ngon gì đâu. Nó thịt không anh ơi. Nè, con này nó gịch nè. Ao, thịt không. Cái nó tròn vo á. Bữa nay Linh đi chài với ông anh nên là bên Vĩnh Long nên là vô bánh của bác anh chị ơi. Vì ông anh đó giờ không có quay phim á nên là nó hơi khó xem cho các bác anh chị. Bên nãy cũng có kêu caramel mà caramel nó quay thấy hình là được rồi. Dạ quay thấy hình là được rồi. Nguyên cái dĩnh bị chẳng giao cái anh quen rồi. Anh làm cái nghề mà không ai dám làm hết á. Chứ đứng coi không chứ đâu người ta đâu mổ. Chứ đâu mổ. Dạ. Đứng coi không à. Chị Huy nha. Người ta mổ. Dạ. Ê, trời ơi. Đứng người ký tên thôi chủ trì mà. Dạ. Cái gì cũng được. Không có mổ luôn. Đừng mổ luôn. Tôi ký tên thôi mà. Dạ. Anh này nguyên bẹt cái phi luôn. Ký tên chủ trì chủ khám nghiệm đó thôi. Ừ cái bến này nãy người ta mới quăng phải không. Không biết nữa. Không biết nè. Cái lá cây ướt nhẹp nè. Cái này 4-5 con thì cá phi quá trời cá phi luôn rồi. Đã không một thùng. Quá đã luôn. Một lớp luôn. Dạ. Rồi giờ tới chạy tiếp theo rồi cô anh chị ơi. Để vô con cua nè. Mới vào chạy bắt trời nhỏ. Nè con cua càng kinh. Nè cô anh chị. Cua. Phải cua. Chờ nãy giờ không thấy ta. Nãy giờ không thấy cua nữa chứ. Chạy mà vô cua luôn mà ghê chứ. Thôi anh Linh này lên tay nghề rồi. Đây ca có nhịp nhàng có hết rồi. Chín cá bự ơi. Cho nó sung lên cho anh. Cái máy này của em cái kiến gì nó hở hở vậy Linh.
chín nè. Nhất là văng lưới ếch chín hả? Cái giò phải vậy? Trời, cá trắng rồi là nhấu cái đơn nè. Có cá trôi nữa. Đó, quá trình mới nói hồi nãy giờ không thấy đâu có la lạc lên thì giờ có chạy nhóc gì mà thằng nãy nó nói nó chạy không có là sao ta, cái vậy là mình nó mua 15 mình là 1000 hả? Dạ trời 15. Ơi 15 ép quá trời, nó ép quá trời. Thì vậy nó bán ngàn nhiều không biết. Chắc cỡ cái này cỡ 30-40 à. Vậy nó ép mình bữa nào mua đâu hỏi mua lại cái. Ngày chạy cả nhà, con chạy ăn cả nhà ăn hết. Đúng rồi. Trời ăn nhà hết. Có cái rô nữa kìa. Đâu? Nè. Đâu rồi cái rô đã ha. Ừ. Đi chụp con gì không có tiêu nha. Thầy luôn. Đang nói ca đùa. Nè. Thằng đây ca hoa kia ca lợi. Là lạng. Là lạng rồi đúng. Ôi vô luôn. Bởi vậy. Trời. Làm anh em. Có cái giò cỡ vậy nuôi được nè. Được đúng rồi. Thôi mình thả đi. Thôi mình thôi thả cái mương trước á. Trời đắng quá. Để không để chút nhưng họ đổ vô lại chút chị thả nó không có chết đâu. Ở trong thùng đá lại đi. Chết. Chút xíu đi dẫm chút xíu vậy. Vậy vậy hồi đừng có bỏ cứ để mà thùng này hồi nó không chết đâu. Bây giờ cá nuôi cá nhỏ nhỏ không à. Rồi tới chài tiếp theo của bác chị ơi. Chung chài này ngon. Mà bị nhạt. Hát quá rồi Linh, chắc Linh cũng là lạng quá trời. Cắt bỏ bớt. Chắc tiếng. Trời hai chài gì nhà ăn sao hết.